Đi đi làm gì? Đi ăn cơm nè mọi người. Cái này là cúc chiên sẻ nha. Còn cái này là lươn xào sẻ. Không thấy không lươn nào luôn á. Canh rau muống. Xèo. Này là lâu lắm, lâu ăn canh đâu muốn nè. Nè, không phải chị làm không? Em làm gì? Hả? Nếm từ canh nó muốn từ được cho lâu lắm chưa nếm. Đây chơi nhỏ này, đây chưa lấy nhỏ mà anh nữa. Không có nhiều này mà. Đổ vào đây luôn, đổ vào ca luôn. Đổ vào đây. Đổ thêm một lon nữa thôi em. Bao nhiêu quỳ? Gì? Hỏi mẹ tao biết sao được, lúc sáng mẹ bảo tao thế, tao gọi mày đéo được. Tao chết rồi. Xuống mà xem tao điêu làm gì ơ. Chẳng ghét mẹ nói cho mày, để mày cứ ngủ ở đây, nói chuyện cái gì này. Thì nó chết còn nếu sáng nó bị ngứa. Ngứa vậy hả? Đổ lại. Bình thường để xong cái da dĩ đẹp lại thôi là bị lạnh hiểu luôn. Anh dưỡng hiu con, chữa bệnh khỏe xong rồi bị lạnh. Mà đang khỏe đi luôn. Đang ở nước mát ở đây. Có ngay thằng bé ăn có. Sáng rồi, sáng rồi. Thôi anh thường qua là gì? Đỡ đỡ. Trái anh thường. Ngủ. Ủa. Không phải sang bên. Này khăn để đâu nhỉ? Để đâu sạch sạch tí ấm với đâu. Mếu rồi, quỷ trong mếu rồi. Gì bé cho con miếng bánh tráng này. Mếu. Thả nó như trai vậy. To lên nè. Để bà già mà bị đó khác nữa quỷ á. Nó đi xong chết rồi. Cái hồng con đá nó lau rồi đấy. Con nó hồi bé chết hụt một lần rồi, hồi lớn rồi. Nó bị kiểu nó bị nấm hay nó không có lông nữa. Là từ bé ăn lớn là lúc đẻ xong rồi. Là nó bị nấm rồi, là từ bé nó không mọc lông nữa. Nó là biết bao nhiêu tiền. Ok. Bánh tráng đâu rồi, bánh tráng là bị cuốn ngon vậy. Đây đây đây. Sáng giờ lúc mà sáng cũng ăn. Không đứa nào ăn hết. Đéo còn chưa rồi. Để em ăn mỗi buổi tối thôi. Nó ngủ rồi lại này buổi tối rồi trưa còn mình em buổi trưa rồi tối gì. Tết là biết đi rồi nhở? Khép cửa đi lại con, khép cửa em lại cho anh má. Hai anh em ở trên chơi. Đi quần ba đâu quần. Ăn gì không? Ôi mẹ mời anh chị. Bé ăn gần hết rồi mà còn mời nữa. Mời bà ăn cơm. Chưa. Bác mời anh chị mời chị mời. Má cù nữa. Không mời ông cháu à? Má cù nữa nha. Má cù nữa. Má lẩu ăn cù nữa. Sợ thật bé, xuống kia chơi bé nào cũng mời bé. Khóc hả? Hai bé kia đi bé la vậy? Cho đôi. Má cù nữa. Cười không có tí răng nào. Cười à? Một hai cái dưới. Còn một chút nữa, nó lẩu em cho. Ăn tạm thì tính ăn lẩu, tính cái đó mà ăn lẩu luôn. Đây mới chỉ là ăn tạm được. Anh thật thì anh no luôn đấy. Nào chúc khỏe anh. Ok mẹ ơi. Thằng này có biết mẹ biết thằng Hiếu ăn xong có làm gì không? Hay không? Thằng này ăn xong lắm vậy. Anh cũng dạy hết vậy. Thì đủ rồi. Bên này nhá. Anh sẽ thích mẹ kể đêm nay để ngày mai đi chợ xong lên mua của mẹ mắc kêu gì đấy vậy.
hiểu. Cái quầy gì mà điện thoại nó reo gì mà gần nửa tiếng đồng hồ đưa tắt hết. Biết vậy? Khi gặp đấy lắc ngần thì chị mới nó rong ấy. Nên nổi là nó sáng á. Anh xin nhìn thấy chứ, anh cứ nhìn cúi đầu xuống anh múa. Nhìn lại trong đó anh múa. Nói sao cái thằng này cứ chóng măng lên trời vậy, nó cứ có khung xuống nó kiếm cái gì vậy. Tí này nó cúi xuống là bắt đầu nó lấy cái tay về đó, cái bấm này nè. Bấm không? Con múa đi, múa cậu hai coi. Con múa đi. Nói tay à? Múa đi, múa đi. Múa dữ lắm. Thôi, qua lại ăn bế luôn á. Đáng nữa đúng rồi con. Đem nhiều giấy giá biết ơi. Phấn giá chưa ơi. Bánh nhiêu được cả bánh nhiều phở tiêu ấy. Mai em ấy, hôm nay có anh Hải này không thôi. Dạ. Anh cho em rất bờ vụ. Thiếu rồi. Nhưng mà nói là lúc nào chị em may nhờ. Em nó thể hiện như là em không hiểu. Em nói thật sự, sự may mắn này. Dạ. Ừ. May là có ai của ở đây ạ? Đưa mày đi. Chị mắc tầm bây giờ đi nhờ. Đi ra thu lương hay là anh đi thu mai tắm. Ôi, bay em đi tắm cạn. Chị em đi. Không, ai chứ thì em sợ ấy đuối nước đâu. Mẹ cậu. Đi ra cậu không có bao quan. Lúc nó còn không biết này bởi vì giận có ngủ đâu. Sáng sớm không ngủ đâu. Cho đi nước rồi. Mà mẹ không lấy mẹ nói thì sáng sớm rồi nghe mẹ nói mẹ ăn sớm. 7 giờ thằng Hoạt qua nữa mà Quỳnh nó xuống nhà nữa mà Hoạt qua lấy bỉm chết rồi, mày không nói dạ không nói rồi không nói từ sáng mấy anh Tân dậy mấy anh thả một đàn nữa ngon không? Mỗi mày mất hả? Hoặc là nếu con hành lý người ta thấy to quá người ta mua bé con lại. Ôi, mỗi sự mua nút để về trả giá bằng